Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2023 à, Thanh Hoàng xin chào toàn thể quý vị, quý anh chị em, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của Thanh Hoàng ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều mà báo đảng che giấu về Nguyễn Chí Vịnh qua đời mang theo những bí ẩn chưa được công bố Thủy Nhi Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời vào lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2023 giống như Thanh Hoàng đã đưa tin cách đây 2 ngày. Và cùng với đó là câu hỏi vì sao tướng Vịnh đang khỏe mạnh thế mà ra đi đột ngột đến như vậy và do những người không hiểu chuyện thắc mắc. Thực ra thì trước đó nguồn tin từ gia đình tướng Vịnh cho biết là tướng Nguyễn Chí Vịnh bị mắc ung thư vòm họng cả chục năm nay rồi và đến nay thì khối u đã di căn vào gan và đợt điều trị vừa qua bệnh trở nặng rất nhanh và tới mức là thuốc cũng không thể nhận nữa và truyền thuốc cũng không truyền được nữa và cũng tin từ gia đình cho biết rằng tướng Vịnh mất vào lúc hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 9. Nhưng do đi xem giờ để phát tang nên gia đình thông báo ông qua đời lúc 4 giờ sáng. Trước đó thì tối ngày 12 tháng 9 trên trang Facebook cá nhân của bà Hồ Thu Hồng, tức Hồng Beo, cựu tổng biên tập báo thể thao thành phố Hồ Chí Minh, người được cho là người tình của thượng tướng, cựu thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng Viết vẹn vẹn mấy chữ Không hiểu lúc này tượng đang nói gì với mấy người ở thế giới bên kia nhỉ Sau đó thì status này đã biến mất và không hiểu vì lý do gì Lâu nay thì dư luận xã hội Việt Nam đa số thì không ưa gì tướng Vịnh Bởi có một lẽ trước đây nhiều người biết lơ mơ về những trò bẩn của Tổng Cục 2 uh, tiền thân của Tổng Cục 2 và trước đó là Cục 2 Và người ta ác cảm với cái nơi đã tạo ra vụ án Năm Châu sáu sứ nhằm tìm cách hạ bệ tướng Võ Nguyên Giáp, rồi cũng có những đồn đoán cho rằng tướng Vịnh thân tàu và thậm chí là tay sai của Bắc Kinh vân vân và mây mây. Xong, những ai đọc quấn người thầy của tướng Nguyễn Chí Vịnh viết về tướng tình báo ba quốc, ông thầy kèm cặp và đào tạo và Nguyễn Chí Vịnh thời ở Campuchia thì sẽ biết được nhiều điều. Cụ thể thì lãnh đạo cục 2 khi hai ông Tư Văn và Vũ Chính từ Campuchia về tiếp quản với tư cách là cục trưởng, cục phó của cục 2, cục tình báo quốc phòng đã có ý định đưa Nguyễn Chí Vịnh về lãnh đạo cục này. Trong cuốn Người Thầy có những cuộc đối thoại giữa ông Ba Quốc và Nguyễn Chí Vịnh về những khó khăn của Tổng cục 2 thời ông Vịnh làm Tổng cục phó, rồi sau đó là Tổng cục trưởng Tướng Nguyễn Chí Vịnh tiết lộ tháng 9 năm 1999 theo quy định thì đáng lẽ ông phải được đề bạt thẳng lên chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 nhưng với lý do nội bộ lãnh đạo không ổn và ông chỉ được đề bạt chức là Tổng cục phó và ở thời điểm đó thì Nguyễn Chí Vịnh thừa nhận rằng đôi lúc tôi chỉ nghĩ vài tháng hoặc dài lắm 1-2 năm sóng gió sẽ trôi qua nhưng ông Ba Quốc đã nói đúng phải mất 5-6 năm sau thì sóng gió mới thực sự lắng xuống Đối với cả đơn vị và cá nhân của tôi. Tiểu sử của Nguyễn Chí Vịnh ghi cụ thể năm 1999, ông Nguyễn Chí Vịnh giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng với quân hàm Thiếu tướng. Một năm sau đó thì tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng cục trưởng. 4 năm sau, tháng 12 năm 2004 thì ông được thăng quân hàm Trung tướng. Một nguồn tin khả tín từ Hà Nội cho biết trong nội bộ lãnh đạo cao cấp khi ấy ông không chỉ riêng gì có lãnh đạo Bộ Quốc phòng mà còn nhiều lãnh đạo bộ chính trị không muốn ông Nguyễn Chí Vịnh làm tổng cục trưởng tổng cục 2, thậm chí thì nhiều người còn phản đối quyết định uh, quyết liệt việc đề bạt tướng Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Và thế lực chống lưng Lê Đức Anh, người mà đã bệ đỡ cho tướng Vịnh muốn sử dụng chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng để làm mồi nhử để bẫy tướng Vịnh ra khỏi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. À, vì một khi mà tướng Vịnh còn ngồi ở ghế này thì không ít lãnh đạo mất ăn mất ngủ. Đó là lý do vì sao mà vào tháng 3 năm 2009 tướng Vịnh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng. Và 6 tháng sau thì tháng 8 năm 2009 tướng Vịnh thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Lâu nay thì tướng Vịnh thường thể hiện sự lập lờ và không dứt khoát trong lập trường chính trị, đặc biệt là trong công tác đối ngoại, ví dụ như quan điểm về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kể cả lập trường với Trung Quốc và hồ sơ về Biển Đông. Chính sự không dứt khoát đó đã khiến cho người ta e dè và tướng Vịnh đã tự tạo ra kẻ thù cho mình, mọi nơi, mọi lúc. Trong một thời gian dài thì Lê Đức Anh đã đưa Tổng cục 2 trở thành vùng cấm bất khả xâm phạm, rồi bàn giao cho Nguyễn Chí Vịnh quản lý. Song Nguyễn Chí Vịnh chỉ coi Tổng cục 2 như là một công cụ cũng cụ và là một bàn đạp cho tham vọng chính trị ở tương lai mà thôi. Lẽ ra thì Nguyễn Chí Vịnh có cơ hội để vừa trụ lại Tổng cục 2 mà vẫn đạt được những vị trí thăng tiến tốt hơn như là mong muốn. Giá như mà tướng Vịnh ủng hộ cho Ba Dũng giành thắng lợi tại đại hội 12 năm 2016 à, trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng thì làm gì có cớ sự như ngày hôm nay. Chẳng qua là do tướng Vịnh vừa thiếu quyết đoán lại vừa quá tin người, trong khi thì Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng rất nhiều các âm binh có vấn đề với tướng Vịnh, mà lũ âm binh đó lại xúi tổng trọng loại bỏ Nguyễn Chí Vịnh và họ đã thành công. Tóm lại thì mệnh hệ của tướng Vịnh như ngày hôm nay cũng là theo luật gieo gió gặt bão và hoàn toàn do tướng Vịnh gây ra để rồi tự bản thân mình chuốc lấy tai họa. Như vậy, 23 ngày sau khi mà Phó Thủ tướng Lê Văn Thành qua đời, thì ông Nguyễn Chí Vịnh cũng nối gót đi theo và cái chết của ông Vịnh không làm cho mọi người bất ngờ bởi vì trước đó nhiều tháng thì tin đồn ông Vịnh bị bệnh lạ tương tự giống như Lê Văn Thành, Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh rồi sau đó xuất hiện với hình ảnh ông Vịnh trên VTV1 ngày 31 tháng 8 với đầu thưa thớt vài cọng tóc và nước da đen sạm như là người đang xạ trị. Ông Nguyễn Chí Vịnh chết ở tuổi 66 và độ tuổi được cho là còn rất là trẻ so với những quan chức đã về hưu. À, theo thông tin được tuần ra cho biết thì ông Vịnh đi Nhật xạ trị như ông Lê Văn Thành. Như vậy thì cho tới nay ông Vịnh là người thứ ba đi Nhật xạ trị sau ông Trần Đại Quang, ông Lê Văn Thành. Thông tin trên báo chí chính thống chỉ có một dòng ngắn gọn về nguyên nhân cái chết của ông Vịnh là đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo. Chỉ đơn giản có bệnh mà thôi. Báo chí chính thống là báo chí bị kiểm duyệt và họ không thể tiết lộ căn bệnh thật của Nguyễn Chí Vịnh. Chỉ có báo chí lề trái nơi mà những người ở bên trong có thể tuồn tin ra rồi tin tức từ đây bay ngược về trong nước mới có được thông tin rõ ràng hơn về bệnh tình của ông Vịnh. Giới thảo tin đồn rằng ông Nguyễn Chí Vịnh bị bệnh do ông biết quá nhiều, đe dọa đến sinh mạng chính trị của rất nhiều khác của người khác, khiến cho họ không an tâm và ông Vịnh phải ra đi. Làm tướng tình báo như ông Vịnh khi còn quyền lực thì ông như là một ông vua không ngai và có thể thu thập đủ các loại thông tin rồi dựa vào đó mà đưa ra yêu sách với cấp trên với những người bị nắm thóp. Thời ông Vịnh nắm Tổng cục 2 thì ông chia nhiệm vụ của Tổng cục 2 làm 3, 7 tức là phần cho đối nội và 7 phần, 3 phần là cho đối ngoại. Mà đối nội là gì? Là theo dõi các đồng chí ở Trung ương và Đảng, chính trị đến sát chân giường của mỗi người. Còn về đối ngoại thì Tổng cục 2 lép vế trước cơ quan tình báo của người láng giềng phương Bắc. Từ thời Nguyễn Tất Dũng Bộ Quốc phòng đã là nơi giành giật ảnh hưởng tướng. Ông Trọng nắm chắc cơ quan tuyên huấn trong quân đội tức là tổng cục chính trị còn thủ tướng thì nắm chắc tổng cục 2. Được biết ông Vịnh không những gần gũi với Nguyễn Tất Dũng mà còn là thân thiết với Phạm Minh Chính. Từ thời ông Phạm Minh Chính là thứ trưởng Bộ Công an thì ông Vịnh đã chọn phe rất rõ ràng. Ở nhiệm kỳ 3 trên cương vị Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa quân đội nắm toàn bộ ngành tuyên giáo. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương là Thượng tướng, từng nắm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Phó ban tuyên giáo Nguyễn Mạnh Hùng cũng là Thiếu tướng quân đội. Mục đích của ông Trọng là kiểm soát những thông tin bất lợi có thể tuồn ra cho hệ thống báo chí. Tuy nhiên thì nếu như ông Trọng kiểm soát toàn bộ hệ thống báo chí thì thông tin mật vẫn có cách để mà chui ra ngoài. Tổng cục chính trị và tổng cục tình báo của quân đội đang phò hai nhánh khác nhau. Lẽ ra thì ai nắm nhánh tổng cục tình báo thì người đó sẽ mạnh. Nhưng từ thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước đây và đời của Phạm Minh Chính hiện nay thì đều lép vế trước phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyên nhân được cho là ông Tổng được bàn tay của tình báo phương Bắc hỗ trợ đắc lực. Khi còn có quyền lực thì ông cựu Tổng cục 2 Nguyễn Chí Vịnh có khả năng tự bảo vệ mình. Khi hết quyền lực thì ông như là đại bàng bị cắt mất cánh và không làm gì được và vì thế mà ông đã bị làm thịt. Những người biết quá nhiều về bí mật của các đồng chí cấp cao khi về vườn gặp rất nhiều nguy hiểm. Cái chết của ông Nguyễn Chí Vịnh là bài học xương máu cho ông Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng Tổng cục Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hiện nay. Các ông bị thịt trước đây như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang hay Lê Văn Thanh đều bị thịt khi tại chức. Tuy nhiên thì ông Vịnh lại bị thịt khi đã bị à, cho về hạ cánh. Và cũng dễ hiểu bởi vì tướng tình báo khó thịt hơn nên phải đợi khi hết quyền lực, cắt mất chân, mất tay, mất cánh thì mới có thể ra tay được. Và hiện nay thì ông Phạm Ngọc Hùng đang quá tuổi hưu. Tuổi hưu của ông Hùng ngày 3 tháng 9 năm 2023 nhưng ông vẫn chưa chịu nhà ghế. Có lẽ nếu như mà ông nhả ghế thì bản thân ông cũng không còn tự bảo vệ mình được nữa như là trường hợp của đàn anh Nguyễn Chí Vịnh của mình vậy. Thân sinh Nguyễn Chí Vịnh là đại tướng đỡ đầu Vịnh là cả thế lực bất khả xâm phạm một thời từ thời của Lê Đức Anh đến Lê Cà Phiêu. Còn bản thân của Vịnh thì ôm gọn cả an ninh lẫn tình báo. Với vị thế ấy thì cái chết của ông chắc phải được đảng cáo phó. Dù sự cáo phó ấy là cơn ác mộng của được biết trước và giai đoạn 2002 đến 2009 khi còn là tổng cục trưởng tổng cục 2 thì Nguyễn Chí Vịnh được xem là ông vua một cõi là người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội và ông Vịnh không những nắm bí mật quốc gia mà ông còn nắm giữ nhiều chuyện thâm cung bí sử của các đồng chí trong trung ương đảng mà đặc biệt là bộ chính trị người nắm được nhiều thông tin nhất thì kẻ đó là mạnh nhất đến năm 2009 thì Nguyễn Chí Vịnh rời tổ kén tổng cục 2 nhận ghế thứ trưởng bộ quốc phòng ngồi ở phòng chờ tiếp quản ghế bộ trưởng. Nhưng thật ra đấy chỉ là cái bẫy, thấy Vịnh tự tung tự tác một cõi quá nguy hiểm, ngay đến các đồng chí trong ban bí thư và bộ tứ nhiều khi cũng nghẹt thở. Bộ chính trị liền áp dụng kế điệu hổ Lý Sơn, đưa cái ghế bộ trưởng quốc phòng làm mồi nhự và thế là Vịnh cắn câu mắc bẫy. Bước sang năm 2016 thì Vịnh lấm lưng trước Ngô Xuân Lịch, đến năm 2021 thì lại thất bại trước Phan Văn Giang, Thế là chỉ còn chuyện về vườn đuổi gà và quan chức về vườn là xem như hổ bị bẻ nanh và không bị ai triệt hại nữa. Tuy nhiên thì với trường hợp của tướng Vịnh thì lại khác, về vườn cũng không được yên bởi ông ta biết quá nhiều. Bất ngờ mới đây thì trong chương trình Thời sự VTV1 tối ngày 31 tháng 8 giờ vàng, hàng chục triệu khán giả đã chứng kiến Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong phóng sự ông Vịnh ca ngợi cuốn sách với nhan đề Một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương mới xuất bản. Và số đông khán giả đều bị sốc, họ sốc thực sự khi thấy tướng Vịnh hốc hác, gần như là rụng hết sạch tóc và gương mặt đầy dấu ấn của việc xạ trị ung thư, khác hẳn so với mấy ngày trước. Nguyễn Chí Vịnh còn rất phong độ đúng phong thái của một vị tướng quân đội. Người ta đi từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác khi tướng Vịnh trong một thể trạng tồi tệ của một bệnh nhân đang điều trị ung thư, tại sao lại xuất hiện trên truyền hình để ca ngợi ông Trọng làm cái gì? Nhìn Vịnh trong tình trạng sức khỏe suy sụp, bạn bè người thân của Vịnh bức xúc nói, chết đến đít rồi còn phỏng vấn cái nỗi gì? Đúng là điên. Trong thời gian tranh tối tranh sáng chuẩn bị nghỉ hưu thì Vịnh đồn đáo lo thanh Nga thanh minh dù biết Thanh Minh cũng là thú tội và với khứu giác của một tướng tình báo, Vịnh ngửi thấy mùi khét không an toàn ở quanh mình. Nhưng Hùng Thiêng khi đã xa cơ thì cũng hèn. Và trong cơn túng quẫn thì tướng Vịnh liên tiếp ra hai đòn, trả lời phỏng vấn trên báo quốc danh những người dàn dựng xô diễn này còn bố trí để phía dưới mỗi bài dung nhúc hàng loạt các dư luận viên từ lữ đoàn 47 tung hô nội dung cũng như là cá nhân người trả lời phỏng vấn lên tận mây xanh. Tuy nhiên thì một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là một sự thật. Công ngạn ngữ này trúng phóc cho loạt bài trả lời phỏng vấn của tướng Ba Sao Nguyễn Chí Vịnh. Thật là sự đời như cái lada, đen như mõm chó, chém cha sự đời. Tướng Vịnh, những ngày ấy còn tỉnh táo và có lẽ ông đã thốt lên như vậy. Thật ra thì chẳng ai lại yêu cầu một ông tướng tình báo phải đưa cả ổ bánh mì lên giao ban trên truyền thông. Nhưng kiểu đánh bóng cá nhân cũng như là cách chạy tội cùng với các quan thầy Lê Đức Anh, Lê Cả Phiêu cho thấy Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quá chủ quan và coi thường dư luận. Cả hai bài trả lời phỏng vấn của ông đều được chuẩn bị theo kiểu nói nước đôi vòng vò tam quốc. Tuy nhiên thì tựu chung lại có thể gom thành hai chủ đề chính đó là mua sắm vũ khí quốc phòng và thái độ đối với các mối quan hệ Việt Trung từ chục năm trở lại đây. Thật ra thì tướng Vịnh biết những chủ đề này sẽ còn đeo bám ông kể cả sau khi ông đã đến thế giới bên kia. Nếu như đời này kiếp này ông vẫn chưa có cách nào trả được những món nợ thế kỷ này cho dân tộc Việt Nam đi vào một số câu chuyện cụ thể Vịnh vừa đánh bóng cá nhân vừa chạy tội cùng với các quan thầy Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu Ông nhắc đến lần tháp tùng Lê Khả Phiêu nhân một chuyến đi đầy khó khăn nhưng đặc biệt thành công Trong việc cắt nhượng hẳn một phần đất biên giới cho bạn vàng cũng vì lẽ đó mà ông đành phải lờ tịt cáo buộc ghi trong chương 20 sách bên thắng cuộc do nhà báo Huy Đức Tố là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị ông Lê Cả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với những nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích trong cả nội bộ trên dư luận, nhất là đối với những quyết định gây go gây go để mà kết thúc đàm phán hiệp định biên giới Việt Nam Trung Quốc. Còn tướng Lê Đức Anh là kẻ từng ra lệnh cho 64 chiến sĩ gạc ma không được nổ súng khi Trung Quốc tràn lên chiếm đảo vào năm 1988. Dư luận ở Việt Nam kể cả trong giới cựu chiến binh nhiều năm cho rằng đã có lệnh từ cấp cao mà nhiều người cho đó là từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nhiều ý kiến nói thẳng thừng lệnh ấy là từ Đại tướng Lê Đức Anh không cho phép các chiến sĩ được nổ súng kháng cự. Ấy vậy nhưng tướng Vĩnh là lã trả trước lúc Đại tướng Lê Đức Anh mất Di nguyện của ông là phải đưa bằng được họ 64 chiến sĩ gạc ma về quê nhà và đó cũng là điều mà tôi tức vịnh dây dứt vì chưa làm được. Thật là là thầy nào thì cho ấy khi cùng diễn những giọt nước mắt cá sấu. Có chuyện cách đây hơn 10 năm của 38 sĩ quan cấp cao và cán bộ Lão Thành đã ký chung một tâm thư gửi lãnh đạo đảng và nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam phản đối việc tước quân hàm sĩ quan của Trung tá Vũ Minh Trí và khai trừ ông ra khỏi hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hóa ra vẫn không cũ. Trung tá Vũ Minh Trí từng là người đã tố cáo những sai phạm của Nguyễn Chí Vịnh, hồi bấy giờ mới chỉ là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với phe nhóm trong nhiều năm đã làm mưa làm gió tại Tổng cục 2, và những việc làm trai sai, sai trái của tướng Vịnh cũng bị chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh tố cáo từ lâu. Trước thời gian ấy, ngày 10 tháng 6 năm 2009, trong thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Bộ Chính trị và Ban Bí Thư, Đại tướng cũng chỉ rõ qua thư của đồng chí Vũ Minh Trí. Tôi thấy đây là sự tố cáo của một cán bộ đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao, dũng cảm, dám tố cáo những hành động mà mình cho là sai trái đang gây nguy hại đến đảng, đến quân đội. Và đây là sự tố cáo theo đúng điều lệ của đảng, pháp luật của nhà nước của một cán bộ đảng viên đương chức của người trong cuộc, không phải là một thư nặc danh thư của người ngoài cuộc. Nếu đúng như đơn tố cáo thì đây là một tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Và như vậy thì điều gì đến đã đến. Nguyễn Chí Vịnh nắm quá nhiều những thông tin đặc biệt nguy hiểm tới giới chấp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau khi hạ cánh an toàn chỉ được có hơn 2 năm, ông ta đã phải ngạ mũ ra đi và như vậy thì đó là cái điều ông ta trả giá quá sớm bởi vì những gì ông ta biết quá nhiều. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.